Dạ em xin chào tất cả mọi người, chào quý anh chị em, cô bác. Em là Trung Nguyễn. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái hàng kịch độc. Hàng kịch độc mà hàng siêu hiếm nữa. Thì giá tiền nó cũng rất là phải chăng luôn. Hàng cực kỳ keng, kịch độc, siêu hiếm, giá phải chăng. Thì anh chị tìm con xe này anh chị đi là quá hợp lý luôn. Rồi, mời anh chị nha. Dạ đây. Tại sao em nói đây cái hàng kịch độc, hàng siêu hiếm mà giá cả rất là phải chăng? Thì mời anh chị xem hết từng chi tiết con xe. Thì đầu tiên, đây là một con xe nhập Ý. Xe nhập Ý 100% nha anh chị. Xe nhập Ý đó, đi màu trắng đen sporty. Và con xe này thì đăng ký 23 luôn. Đăng ký 23 mà đúng đời của nó là đời 22. Thì xe đăng ký 23 là tại vì nhiều lúc mình mua xe nó về nhưng mà chủ thì mua sau này để đăng ký trễ 1 năm. Cái vấn đề đó thì nó lợi cho mình chứ không có gì nha anh chị. Một con xe đăng ký 23, xác xe rất là đẹp. Đây, đèn đuốc mà anh chị thấy ha, mới tinh hết. Anh chị thấy đèn đuốc rồi ha. Đèn đuốc mà mới tinh hết. Nói chung những cái đèn này nó chỉ là gọi là mình về mình chỉ rửa vệ sinh thôi, chả phải làm gì hết, nhưng mà nó đẹp như thế này rồi. Đây, dàn chân thì đen sporty, anh chị thấy từng con ốc này đó. Trời ơi, con xe 23 rồi, nó 22 để cho anh chị dễ hiểu ha. 22 dàn chân ốc té như thế này nó là đời cuối rồi. Rồi xe thì đi đúng một xác vỏ, đi hết vừa hết một xác vỏ. Đây là cặp vỏ mới đinh lốp. Thì cặp vỏ này em cũng báo cho nhiều clip rồi đó, 5 triệu nha anh chị. Vỏ này nay lên 5 triệu rồi. Đây là cái đĩa mới, đĩa mới của SHI luôn nha, đúng của nó luôn nha anh chị. Thay là thay mới chứ không phải là thay mấy cái đồ lô tào lao đâu. Xe đời cao mà. Rồi, cái xe này thì em bán cho anh chị nó chỉ có 132 triệu thôi đó. Báo giá trước cho anh chị luôn á. Đây, đồng hồ midcay, ốc nè, anh chị thấy ốc rất đẹp nha. Đó. Chưa mổ đèn luôn, chưa mổ đèn mà anh chị nhìn cái dàn thùng xám nè. Đó, dàn thùng xám vân viết đồ các thứ nó còn quá đẹp như này. Bao tay thì mới tinh đó, không có chai lì gì hết anh chị ha. Thì đây cái yên này thì nó cũng đã gọi là theo thời gian nó đã mòn nhưng mà vẫn còn sử dụng tốt nha. Chỉ đỏ 22 thì đi chỉ đỏ rồi. Đây, biển số 11649 nha anh chị. Đó, đèn hậu nó cũng còn rất là đẹp luôn. Đây, phuộc sau, một cái phuộc theo xe luôn nha. Đó, phuộc theo xe rất là đẹp nha. Đây là cái mâm lửa, cái lốc máy đó anh chị thấy không? Của bô nè. Đây, những anh chị hỏi em là tại sao của bô để dơ dữ vậy, xấu quá vậy. Nhưng mà thưa anh chị là những cái Kubo này á là em để cái chất zin thì em mới để Kubo này. Còn anh chị mình mà muốn đổi cái bô khác hay là sơn lại cái bô này thì em vẫn làm được nha. Đó, thì tùy anh chị, khi anh chị mua xe anh chị quyết định thôi. Đó, vỏ sau nè, anh chị thấy nè, đinh lốp mới tinh nha. Rồi, anh chị thấy nè, xe 22 cái bát như thế này. Trời ơi, không thể tả được luôn. Cái bát nó như là cái bát xi mới vậy luôn á. Nhưng mà anh chị thấy nè, ốc tán nè, mới tinh, chưa mở nha. Ốc tán zin hết nè, chưa mở nha. Đó, quá đẹp nha. IC tất nhiên rồi, IC zin. IC zin nha anh chị. Nếu mà anh chị mình sành xe, anh chị nhìn vào IC này là anh chị biết là xe gì rồi. Đó, thời đại dàn áo nè, quá wow, cũng còn quá đẹp luôn. Đây, anh chị thấy nè, áo zin của nó nè, còn cái thông số này ở trong, sạc zin đó, đường sạc zin, dắt zin, còn cái tản nhiệt này luôn đó, tản nhiệt nhôm luôn. IC thì zin thì khỏi nói rồi, máy móc zin, nắp chao chưa mở. Đây, qua bên này đi, quay cho anh chị dễ thấy được cái nắp chao hơn. Đây nha anh chị,
nắp chao này đẹp chưa, đẹp chưa nắp chao này. Đó, trời ơi cái cục máy này không phải nói luôn á, chứ mà nó đẹp quá đi. Này tay em dơ, mới chạm vào nó hơi dơ. Đó, rửa lên tí nữa là nó đẹp trời ơi luôn. Đây ốc kẹp lòng, hai ốc kẹp lòng ha. Chao zin chưa mở, máy móc zin rồi, sạc zin rồi, IC zin rồi. Bát bình xăng lớn nó 212 mà nó zin như thế này. Rồi coi số máy nè anh chị. Dạ số máy nè, lốc máy nè 106 nha. Anh chị thấy nè, cái lốc nó cũng còn rất là đẹp nha. Tại sao 106 nhưng mà em nói là 212, mà con xe này đăng ký 23 nha, đăng ký 23 nhưng mà thôi để em nói 212 cho nó dễ nhớ dễ hiểu. Dạ tại vì là 125, anh chị thấy GF14E á, em cho anh chị xem lại nè, GF14E nha. Đó, là 125 nha anh chị. Số máy xăm kim thì con xe này nó là 125 nhập Ý đời 2012, thì 150 á, 106 nó chỉ có 211 thôi, nhưng mà 125 là 106 nó tới 212 là nó gần cuối đời rồi, nó tới 107 là nó hết rồi. Thì con xe này 106 212 đăng ký 23, xe đi đúng một xác vỏ, tới gặp vỏ thứ hai. Máy móc zin, nắp chao chưa mở. Thì con xe này em đang bán với giá là 132 triệu cho anh chị mình, để anh chị mình đi một chiếc xe Ý quá cay như thế này, mà anh chị cái giá cả nó quá phải chăng. Nhiều lúc anh chị mua 104, 105 mà xe can như thế này, nhiều lúc cái giá em báo cho anh chị là 170 mấy, 180 mấy cũng có rồi. Chiếc 105 một xanh Tiger thì em báo tới, bây giờ em bán tới 225 lận đó. Thì khi mà anh chị mua một chiếc xe đẹp như thế này, quá đẹp như thế này, quá can, quá xuất sắc như thế này, với cái giá là 132 triệu thôi, nhưng mà số máy lại là 106 lận, đăng ký lần đầu 2013, thì một con xe quá đáng chơi luôn nha anh chị. Dạ đáng đồng tiền bát gạo luôn, bỏ 132 triệu ra mua con xe này quá là tuyệt vời. Dạ rồi thì mọi người cũng biết em rồi ha, và số điện thoại em là 0979 570 189, và em là Trung Nguyễn. Dạ rồi em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết clip này. Em xin chúc mọi người sức khỏe và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo của Siêu Bao Mô Tô. Chào mọi người.